Bạn đã bao giờ tự trả lời cho mình hạnh phúc là gì hay chưa? Là có thật nhiều tiền, có nhiều thời gian hay là mỗi sáng mai thức dậy thấy trong lòng bình yên, được sống là chính mình? Mới đây trên mạng xã hội vừa chia sẻ hình ảnh hài hước về cách định nghĩa hạnh phúc của một nam sinh mà nghe xong ai nấy cũng phải ôm bụng bật cười. Chẳng phải hạnh phúc là bình yên hay hạnh phúc là thứ gì đó xa vời? Nam sinh khi được mời lên bảng đã định nghĩa táo bạo rằng hạnh phúc là lấy được con cô. Sau đó còn bổ sung thêm là muốn có hạnh phúc phải mua nhà, mua xe và kiếm thật nhiều tiền. Bức ảnh này ngay sau khi được đăng tải đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Phần lớn ai nấy đều cười ngất trước cách định nghĩa ngô nghê của nam sinh này. Đúng là tuổi học trò vừa đáng yêu và nghịch ngợm.